Hôm nay chúng ta hiệp ý cầu nguyện cho linh hồn Maria nhân giỗ 5 năm và các linh hồn ông bà tổ tiên nội ngoại hai bên. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Chúa ở cùng anh chị em. Anh chị em chúng ta hãy nhìn nhận tội lỗi, xin Chúa tha thứ và đón nhận tất cả những gì mà nhân loại đang phải chịu đựng, để xem đó như là cuộc khổ hình mới mà chúng ta kết hợp với thập giá của Chúa Kitô năm xưa. Xin Chúa thương tha thứ cho tất cả chúng ta. Tôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn năng. Tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi mọi đàn. Vì vậy tôi xin Đức Bà Maria trong đời đồng trinh, các thiên thần, các thánh và anh chị em khẩn cầu cho tôi trước Hòa Thiên Chúa, Chúa chúng ta. Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. Amen. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, xin cho tất cả chúng con biết hết lòng thờ phượng Chúa và thành tâm yêu mến mọi người. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Con Chúa, là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiển trị cùng Chúa trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Bài trích thơ gửi tín hữu Do Thái. Anh em thân mến, tôi còn phải nói gì nữa? Tôi không có đủ thời giờ thuật lại về Gedeon, Barak, Samson, JPT, David, Samuel và các tiên tri. Nhờ đức tin họ chiến thắng các vương quốc, thực thi công bình, được hưởng lời hứa, bịt miệng sư tử, dập tắt hỏa hào, thoát khỏi lưỡi gươm, chế ngự bệnh tật, hùng dũng trong trận chiến, đánh đuổi các đạo quân ngoại bang, làm cho những người chết sống lại để trao trả cho các phụ nữ của họ. Có những người đành chịu hành hạ mà không muốn được giải thoát, hy vọng được phục sinh hoàn hảo hơn. Lại có những người đành chịu nhục nhã, đòn vọt, kể cả xiềng xích và tù ngục. Họ bị ném đá, cưa xẻ, thử thách, bị giết bằng gươm, họ mặc áo da cừu da dê, lưu lạc khắp nơi, thiếu thốn mọi điều, bị áp bức, ngược đãi. Thế gian chẳng xứng với họ. Họ lang thang trong hoang địa, trên núi non, trong hang đá, dưới hầm đất. Và tất cả họ đều nhờ bằng chứng đức tin mà lãnh nhận lời hứa tốt lành. Thế mà họ chưa được lãnh nhận điều đã hứa, là vì Thiên Chúa đã dự liệu cho chúng ta một cái gì tốt hơn.
kẻo họ đạt đến hoàn hảo mà không có chúng ta. Đó là lời Chúa. Lòng nhân hậu Chúa, lòng nhân hậu Ngài dành để cho những kẻ kinh sợ Ngài. Lòng nhân hậu Ngài ban cho những ai tìm nương tựa Ngài. Che chở họ dưới bóng long nhan Ngài, cho khỏi người ta ám mưu làm hại. Chúa giấu họ trong lều trại của Ngài, cho khỏi miệng lưỡi người đời tranh luận. Chúc tụng Chúa, vì Ngài đã tỏ lòng nhân hậu với con trong nơi thành trì kiên cố. Phần con trong lúc gian truân, con đã nói con bị loại ra khỏi long nhan Ngài rồi, nhưng Chúa đã nghe lời con khẩn nguyện khi con lên tiếng kêu cầu tới Chúa. Của Chúa, hãy mến yêu Ngài, Ngài gìn giữ những kẻ trung thành, nhưng Ngài trả miếng thực là đầy đủ cho những ai sự kiêu căng. Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Vinh danh Chúa. Khi ấy Chúa Giêsu và các môn đệ sang bờ biển bên kia đến địa hạt Gê-ra-sa. Chúa Giêsu vừa ở thuyền lên thì một người bị quỷ ô uế ám từ các mồ mả ra gặp người. Người đó vẫn ở trong các mồ mả mà không ai có thể trói nổi, dù dùng cả đến dây xích, vì nhiều lần người ta đã trói anh ta, gông cùm xiềng xích lại.
nhưng anh ta đã bẻ gãy xiềng xích phá gông cùm và không ai có thể trị nổi anh ta. Suốt ngày đêm anh ta ở trong mồ mả và trong núi kêu la và lấy đá rạch mình mẩy. Thấy Chúa Giêsu ở đàng xa, anh ta chạy đến sụp lại người và kêu lớn tiếng rằng: Hỡi ông Giêsu, Con Thiên Chúa tối cao, ông với tôi có liên hệ gì đâu? Vì danh Thiên Chúa tôi van ông, xin chớ hành hạ tôi. Nhưng Chúa Giêsu bảo nó rằng: Hỡi thần ô uế, hãy ra khỏi người này. Và người hỏi nó: Tên ngươi là gì? Nó thưa: Tên tôi là Cơ Binh, vì chúng tôi đông lắm. Và nó nài xin người đừng trục xuất nó ra khỏi miền ấy. Gần đó có một đàn heo đông đảo đang ăn trên núi. Những thần ô uế liền xin Chúa Giêsu rằng: Hãy cho chúng tôi đến nhập vào đàn heo. Và Chúa Giêsu liền cho phép. Các thần ô uế liền xuất ra và nhập vào đàn heo, rồi cả đàn chừng 2000 con lao mình xuống biển và chết đuối. Những kẻ chăn heo chạy trốn và loan tin đó trong thành phố và các trại. Người ta liền đến xem việc gì vừa xảy ra. Họ tới bên Chúa Giêsu, nhìn thấy kẻ trước kia bị quỷ ám ngồi đó, mặc quần áo và trí khôn tỉnh táo, và họ kinh hoàng. Những người đã được chứng kiến thuật lại cho họ nghe mọi sự đã xảy ra thế nào đối với người bị quỷ ám và đàn heo. Họ liền xin Chúa Giêsu rời khỏi ranh giới họ. Khi người xuống thuyền, kẻ trước kia bị quỷ ám xin theo người, nhưng người không cho mà rằng: Con hãy về nhà với thân quyến và loan truyền cho họ biết những gì Thiên Chúa đã làm cho con và đã thương con. Người đó liền đi và bắt đầu tuyên xưng trong miền thập tỉnh tất cả những gì Chúa Giêsu đã làm cho anh ta, và mọi người đều thán phục. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, nhiều lần tin mừng cho biết ma quỷ tuyên xưng danh Chúa Giêsu. Hôm nay một lần nữa chúng ta vừa nghe khi ma quỷ nó gặp Chúa, nó quỳ sụp xuống và nó tuyên xưng danh Chúa. Hôm qua chúng ta cũng nghe câu chuyện Chúa chữa một người bị quỷ ám trong hội đường ở Capernaum cũng vậy. Nó cũng tuyên xưng danh Chúa. Thế nhưng hầu hết tất cả những lần ma quỷ tuyên xưng danh Chúa, Chúa đều cấm. Tại sao? Tại sao Chúa lại cấm? Trong khi Chúa đang xuất hiện giữa loài người và Chúa đang rao giảng để công bố tin mừng ơn cứu độ, sự sống đời đời và nước Thiên Chúa, Chúa cần cho mọi người biết Chúa là ai, xuất thân từ đâu, đến để làm gì chứ? Để có lòng tin của người ta thì người ta mới có thể đến với Chúa nhiều hơn, người ta mới có thể đón nhận ân thánh Chúa. Thì tại sao khi ma quỷ nó biết Chúa nó tuyên xưng đức tin, Chúa lại cấm? Nhiều nhà chú giải kinh thánh đồng ý rằng, thứ nhất, Chúa không bao giờ mong muốn những kẻ tội lỗi cỡ như ma quỷ, sự xấu xa, sự tội lỗi và là nguồn của tội lỗi, chứ không chỉ là tội lỗi mà thôi mà là nguồn gốc của tội lỗi, tuyên xưng đức tin vào Chúa, vì nó không xứng đáng để được điều đó. Nó không xứng đáng. Thứ hai là bởi vì ma quỷ dối trá. Nay nó quay ra trước mặt Chúa tuyên xưng đức tin, nhưng mai kia nó sẽ là những kẻ phá hoại cơ đồ của chính Thiên Chúa,
phá hoại cơ đồ, mà ơn cứu chuộc của Chúa Kitô đổ máu ra để chuộc về, nó sẽ tàn nhẫn phá hoại. Thậm chí nó đã từng phá hoại bằng cách là dụ dỗ Chúa Giêsu trong những ngày tháng người chay tịnh. Đã từng có những lần nó muốn Chúa quỳ xuống để phục lại nó, vân vân. Cho nên nó vẫn là kẻ đầu trộm đuôi cướp, vẫn là kẻ xấu xa, vẫn là kẻ dối trá, dẫu vẫn là kẻ đầy mưu mô, đầy quỷ quyệt. Những kẻ như thế không bao giờ xứng đáng để tuyên xưng danh Chúa trên đầu môi chót lưỡi của mình, dẫu là đầu môi chót lưỡi, chứ đừng nói là trong lòng dạ. Và nếu với những phân tích ấy về ma quỷ, với danh thánh Chúa Giêsu, danh thánh của Chúa là danh thánh vô cùng lớn lao, trong khi đó sự xúc phạm của những kẻ phạm đến danh thánh là một sự phạm thượng vô cùng. Và vì thế chúng ta càng rút ra bài học cho mình khi tuyên xưng danh của Chúa mình. Chúng ta không được sống tầm thường. Khi tuyên xưng danh của Chúa mình, chúng ta không thể nào không biến đổi mình để nên như Chúa hơn, để mỗi ngày một thánh thiện hơn. Đó là bài học cho mỗi chúng ta. Hãy nhìn vào việc Chúa cấm ma quỷ tuyên xưng danh Chúa, để từ đó mà mỗi một lần tuyên xưng danh Chúa trên chính môi miệng, chúng ta gắn vào cả lòng dạ, cả đời mình, cả tâm hồn mình tình yêu mến dành cho Chúa, và ở đó có sự biến đổi từng ngày, để càng lúc càng bớt đi những ảnh hưởng của ma quỷ trong đời mình, trong tâm hồn mình, trong lòng dạ mình, và càng ngày càng nâng cao sự thánh thiện hơn, đời sống yêu mến Chúa, lòng mến Chúa nhiều hơn. Ngày nào cũng vậy, anh chị em đến dâng thánh lễ, và trước khi dâng thánh lễ chúng ta đều đọc kinh mến. Sau khi chúng ta đọc kinh tin, kinh cậy, mình đọc kinh mến, ước mong rằng với những gì mình đọc thì không chỉ dừng lại trên môi miệng, mà càng ngày càng tăng thêm lòng mến của mình dành cho Chúa. Đó là điều chúng ta cần học tập, cần tích lũy, cần luôn luôn có sự gắn bó và suy tư trong từng lời kinh, trong từng việc cầu nguyện của chính chúng ta. Anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận.
và mưu ích cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người. Lạy Chúa, chúng con xin kính cẩn dâng những lễ vật này lên bàn thờ Chúa để tỏ lòng thần phục suy tôn. Cuối xin Chúa nhân từ chấp nhận và làm cho trở thành bí tích đem lại ơn cứu chuộc muôn đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Chúa ở cùng anh chị em. Hãy nâng tâm hồn lên. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Lạy Chúa là Cha Chí Thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc, nhờ Đức Kitô Chúa chúng con thật là chính đáng phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Vì chính Người khi sinh ra đã đổi mới con người cũ, khi chịu khổ hình đã tẩy xóa tội lỗi chúng con, khi từ cõi chết sống lại đã khai lối vào chốn trường sinh, và khi lên cùng Chúa là Cha, Người đã mở cửa nước trời. Vì thế cùng với toàn thể thiên thần và các thánh, chúng con hát bài ca chúc tụng Chúa và không ngừng tung hô rằng: Chúa là Thiên Chúa các đạo binh, trời đất đầy vinh quang Chúa. Hoan hô Chúa trên các tầng trời, chúc tôn đấng ngự đến nhân danh Chúa. Hoan hô Chúa trên các tầng trời. Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con nài xin Chúa dùng ơn thánh thần Chúa thánh hóa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, Người cầm lấy bánh tạ ơn, bè ra và trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, Người cầm lấy chén cũng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin. Và tuyên xưng Chúa sống lại cho tôi khi Chúa đến. Vì vậy lạy Chúa, khi kính nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa, vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa. Chúng con tha thiết nài xin Chúa
cho chúng con khi thông phần mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn hội thánh trong đức mến, cùng với Đức Giáo Hoàng Phanxicô, hai Đức Giám Mục Giuse và Phêrô chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin nhớ đến tôi tớ Chúa là Maria mà Chúa đã gọi ra khỏi đời này về với Chúa. Xin ban cho kẻ đã chết như con Chúa thì cũng được sống lại như người. Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con nài xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse bạn trăm năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Amen. Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thể thức người dạy, chúng ta dám nguyện rằng: chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trì đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con sa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin oái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu độ chúng con. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của hội thánh Chúa. Xin oái thương ban cho hội thánh được bình an và hợp nhất theo thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiển tri muôn đời. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau.
đây chiên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian. Phúc cho ai được mời đến dự tiệc chiên Thiên Chúa. Con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời thì linh hồn con sẽ lành mạnh. Xin bình thánh Chúa Kitô gìn giữ con, cho con được sống muôn đời. Xin máu thánh Chúa Kitô gìn giữ con, cho con được sống muôn đời. Lạy Thiên Chúa ba ngôi toàn năng, chúng con đang gặp nhau cầu nguyện. Tha thiên đại xin cho con dịch bệnh có chân thân. Lạy Chúa Cha giàu lòng thương xót, xin vì đến nơi đông cô có đoàn con trên khắp thế giới, đặc biệt tại những nơi dịch bệnh đang hoàn thành. Xin cùng cô đức tin của chúng con, cho chúng con hoàn toàn tin thác vào tình yêu vang vọng của Cha. Lạy Chúa Giêsu là đấng cứu độ duy nhất, là vì lương y đầy quyền năng và lòng thương xót. Xin thương cho các bệnh nhân sống được chữa lành và an vui các gia đình đang gặp khó khăn. Xin cho lời Chúa con yêu thương cầu nguyện. Chưa mến ngài tâm hồn.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã lấy lương thực cứu độ để nuôi dưỡng chúng con. Xin Chúa dùng sức mạnh dồi dào của bí tích này làm cho đức tin chân chính được tiến triển luôn mãi. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Chúa ở cùng anh chị em. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Lễ xong, chúc anh chị em đi bình an.